mấy anh em nha. Test thử con Honda nha anh em. Đây. Phan Nam test nha. Vỏ MTC 5.4. Phan Nam anh em. Okay. Cho là biến lấy cái bơm này ra nên xài hai bơm anh em chứ không phải là okay. Thử nghe. Nhỏ nhịn tròn á, nắp máy đi cũng tươi quá đó chứ. Dịch hơi nặng rồi, dịch này dịch đấy dịch máy sóng nhông làm nó chạy là nặng. Dịch hơi nặng rồi đó, dịch kia người kiếm được. Cái gì kiếm ngoài? Tại vì nó chạy chưa có hết máy mà với vỏ nó dịch nặng quá phải không? Hay nết đi cũng được ha nè. Nặng quá vậy. Nặng quá vậy không ra được. Coi có nhớt nhau gì không? Ok luôn á, sạch sẽ luôn anh em. Để thay dịch khác thử anh em. Quay cầm hai tay rồi cho nó bằng. Cầm hai nha anh em, dịch quá nha. Cầm hai nha, đừng dịch nha.
đây nãy giờ chạy thì thử miếng vịt nữa cho anh em. Vịt còn hơi lốt nha. Thì nguyên bộ dàn cầu máy dưới đây nè. Đây bình nhỏ thôi, bình 5 ampe, 9 ampe gì cũng được hết, nhỏ nhỏ đầy được, có sạc luôn. Cần sang này. Chạy mấy vòng nãy hơn nó xíu à. Không nữa can đâu, nãy có 3 lít rồi, can này 5 lít thì can này 5 lít 7 lít à. Giỏ MTC 54. Đặt xuống dưới giỏ này cũng không thấm luôn trời. Giữ thiệt. Còn lố được nguyên hơn nửa chiếc à. Ok anh em nha. Rồi. Rồi đi siêu. Chạy nãy đâu có 2 lít à. Chạy dần như đây nè. 2 lít hơn chứ. Nãy cũng thử máy, tính thử máy đông luôn là 3 lít. Rồi chạy thử máy 4 5 vòng thì còn như đây nè, chạy về. Không mang lắm nè, chạy nhỏ chứ chạy lớn nha. Đây, đề nha. Chưa tắt. Mấy móc là test sẵn cho anh em hết sẵn đó. Gô gáo hết. Các đăng dần cầu bọc này 26 nha. Đó. Ok hết. À. Thì đây có tắt mình chế tắt đây. Đó. Đây đây chạy. Ok tắt. RX 630GH. CC mới tới là 690 nha, chứ không phải là 630cc nha. Con này 27 nó trái bê tông thì 72 ly. Đây. Bê tông bóng, bê tông 78 ly chứ. Bê tông 78 ly. Đây. Ok đợi xíu nha. Lên em. Đây.
đây 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 đó, 78 ly. Bạc thì bạc 1 ly. Thì con này mình có tháo cái nội tạng của nó ra. Đây. Còn ba ống con này. Con này đang vệ sinh cái bình sinh con lại, chưa tháo. Có về một số cái máy rỉ GB. GB 200 của Thái Lan. Máy này vẫn là máy có đàn nha. Số phụ tùng của nó em nó đây. Rồi tặng nó đây. Đó. Được một cái là máy này á là đang chạy trên cam thì cam mũ nha. Cam mũ. Nhưng mà mũ ở đây nó có tán được ba cái con ốc này. Nên anh em khỏi lo chuyện mà cái mũ này nó mau hư ha. Nhưng mà người ta thiết kế ra thì chạy thì mình có lo cái chuyện đó. Mũ mà có nhớt mà mũ đúng mũ chịu nhiệt thế thì không ăn thua. Đây, bơm xăng. Thì máy này được chạy là zin thép nè anh em. Zin thép làm miễn. Zin thép làm miễn. Cốt đây. Mình mới tháo ra nè, để cái đấy nè. Cốt làm miễn. Zin thép thì chạy biết nào hư. Mấy anh em đi làm đồ này kia giờ muốn tăng tua thì khỏi lo. Làm miễn mà zin thép nữa. Đi xe bên nó đi. Còn có một số đồ của GB 200 nè. Của Honda nha, GB 200 của Honda nha anh em. Thịt da cũng dày cui lắm. Đây. Máy thái. Đây. Đó. Mình tháo mấy con ra luôn. Đít nè. Đây. Đó. Lòng cái mặt ra mình rất là bóng. Đây lốc của con ấy, GB 200. Đây nè. Lóc nó thịt da đầy lắm anh em. Anh em mình chơi mà có nâng cấp máy thì nó cũng là lựa chọn tốt á. Đây. GB 200. Lóc rất là đẹp. Lòng trái là rất là đẹp luôn. Đây, GB 200 nè. Honda GB 200. Đó, Honda GB 200. Có chữ Honda GB 200 đàng hoàng anh em. GB vẫn là của Honda nha. GB mà bê phở nha, chứ mấy bê bò nha. Đây. Honda GB 200 nè. Đó, lắp lắp. Cam thì khỏi lo luôn. Đây. Cam gói này hơi bầu hơn cái cam gỉ tay chậm xíu nha nè, hơi bầu chứ không cao hơn. Bình xăng con thì vẫn là Canhin đàng hoàng. Đó. Đồ chơi mà máy này nói chung là không phải là máy Trung Quốc. Nó là máy Thái. Và vật liệu của nó vẫn là máy Thái, nhưng nó được gia công ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc là cái xưởng gia công lớn nhất thế giới mà. Đồ gì á, kể cả Apple cũng phải đưa về bên đó để người ta sản xuất mà. Tại giá thành công xưởng nó rẻ hơn. Đó, mình thấy không? Ở đây mình có mấy con GB nhông. Cút trong luôn. Cút xéo trong luôn. Honda GB đây nè, thấy không? Honda GB. Bình xăng này rất là dày. Thì mình sẽ làm đưa anh em cái bình xăng khác. Bình xăng này nếu anh em xài thì mình tặng luôn. Bình xăng dày lắm anh em mình nè nha. Nói nè, nó không có bon bon nha. Bình xăng dày gấp được rồi. Đây. Chụp giật nhựa nó thì anh em khỏi lo. Air ga này đầy đủ hết. Đây. Đó. Honda GB 200 nè. Mấy nhông. Đồ cũng chung là đồ rất là liền rạc, chỉ có bình xăng này nó hư thôi. Đây. Đồ của nè liền rạc hết. Mấy con nào mà nó hư quá thì mình sẽ làm phụ tùng cho anh em thôi. Con nào hư quá thì mình làm phụ tùng. 17 con. Đó, phụ tùng ra cũng 5-6 con gì. Không thích thì mình mua lốc GB mới cũng có mà. Rồi hay lốc gì đó thì mình muốn thì mình nhét đồ nó vô thôi, thật sự. Còn không thì lốc cũ vẫn xài em. Lốc nào trong khả năng của mình làm cho anh em chơi thì mình sẽ làm lại cho anh em hết nha. Phụ tùng đầy đủ.